Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem một cái show của cái dealer mà hồi xưa mình mua xe ở chỗ đó. Nó sẽ đại loại là dạng như là cho một cái xe nó bay lên, mấy cái xe nó nghiền nát mấy cái xe ở dưới á. Cái con trước này á, nó gọi là cái con trước mà nhanh nhất thế giới, Raminator. Không biết đúng hay không, nó gọi là vậy. Con trước này nó nhanh nhất thế giới luôn. Rồi thôi mình lên đường ha, cho các bạn xem. Bây giờ là mình đang đứng đợi xe bus nó tới, nó đón. Thì bên hông này là Ford Frenzy, là cái ông này ông trúng số mười mấy triệu đô la nè. Ông mở ra cái chỗ này, chỗ khu trò chơi điện tử á, mấy khu giải trí cho mấy trẻ em. July 4 thì ở đây nó có bánh pháo bông. Giờ đang đợi xe bus nó tới, nó đưa mình đi vào cái chỗ kia, tại vì chỗ kia chắc giờ nó dọn hết xe rồi, vậy nên giờ mình đứng đây chờ bus ha. Rồi bây giờ là mình sẽ xuống cái chuyến xe bus này. Thì đây là cái dealer mà mình mua xe. Cái dealer này gồm có Ram nè, Jeep nè, Dodge, Chrysler. Thì phía trước cái xe màu đỏ đỏ này á, nó là Challenger. Đó, Challenger trong phim Fast and Furious á. Ở đây nó đang off 6.300 đô nè. Như còn giá thì còn 31.000. Chiếc màu trắng trắng bên kia á là Charger. Nó phiên bản đời mới rồi, nó thiết kế khác nhưng mà mình không thích cái kiểu mới này lắm. Mình thích cái kiểu cũ cũ của mình hơn. Người ta thì đang xếp hàng ở chỗ này, từ phía bên kia qua tới bên này luôn. Người ta đang xếp hàng để mà đi cưỡi cái chiếc cái chốt này. Giá là 3 đô la cho người lớn và 1 đô la cho trẻ em. Thì cái tiền này á, thì họ sẽ quyên góp cho cảnh sát cứu hỏa cho cái thành phố này, Fire Department. Những người mặc áo màu dạ quang này nè, là nhân viên của salesman của cái dealer này. Dealer thì cũng nhỏ thôi chứ nó không to lắm. Ở đây thì Mỹ không à, thế nên bạn rất khó thấy một chiếc xe Nhật ở đây. Nó cũng có thôi nhưng mà ít lắm. Đa phần là ở đây dân Mỹ, họ chạy xe Mỹ không à, họ không có chạy xe Nhật. Phía sau mình á, thì có một cái quầy bán hamburger với lại nước ngọt. Phía trước mặt các bạn á, là có một cái xe truck nó đang chạy vòng vòng á. Thì một cái chiếc truck như vậy thì nó sẽ chở khoảng 8 người. Nó đi một vòng vậy á là hết khoảng 3 đô la. Đó, cái truck này rất là bự. Cái bánh xe của nó chắc cao tới vai của mình. Mình cao 1m75, khoảng cỡ đó. Thì một lát nữa thì cái con truck á, nó sẽ bay lên á. Đằng trước có 6 cái xe đó. Nó sẽ bay lên, nó sẽ dẫm nát mấy cái xe đó đó. Thì khá là thú vị. Cái con truck này á, nó gọi là con Monster Truck Raminator. Là trong sách kỷ lục Guinness á, là nó là cái con truck mà nhanh nhất thế giới. Đó, bây giờ thì nó sẽ thả người xuống. Rồi người ta đang xếp hàng để đến cưỡi thử cái con truck này, để mà ủng hộ tiền cho phòng cháy chữa cháy, cảnh sát cứu hỏa ở đây. Phía đằng trước đây á, là mấy đứa con nít nó đang xếp hàng để mà vẽ lên mặt mấy cái dạng như là siêu anh hùng nè, rồi công chúa, vẽ những cái họa tiết. Tụi nó thích cái gì thì yêu cầu người ta vẽ cái đó thôi. Vẽ thì ở đây thì hoàn toàn là miễn phí, không có lấy tiền. Thì cái dealer này nó tên là Simcat. Thì dealer này là của các hãng xe Mỹ như là Jeep, Chrysler, Dodge, Ram. Thì hồi xưa nó là tập đoàn Chrysler của hãng này. Nhưng mà sau này nó phá sản rồi, cái hãng Fiat nó mua lại. Thì bây giờ nó là của hãng Fiat. Công ty mẹ là Fiat.
Đây chính là con chớp mà một lát nữa nó sẽ nhảy lên mấy cái xe, nó sẽ nghiền nát mấy cái xe kia. Đó, có mấy đứa con nít, có mấy đứa nó còn chui vào trong cái mâm xe để mà chụp hình cơ. Thì cái xe này, cái bánh xe nó khá là to, bự lắm, nó cao tới cái tai của mình luôn á, cái màng tai của mình đó. Bánh xe đây là một bàn tay của mình. Trước này hình như là được trang bị động cơ của hai bánh sau và động cơ của hai bánh trước, tức là nó dẫn động cả bốn bánh, với lại nó điều chỉnh riêng biệt hết luôn. Bánh sau cũng có thể quẹo nữa. Để ý cái trước mà đang chở mấy người đằng kia kìa, là cái bánh sau của nó cũng quẹo được luôn, chứ không phải là nó bánh sau nó cố định, nó có thể điều hướng cả bốn bánh. Mình thì mình cũng muốn đi thử cái trước này cho biết, nhưng mà người ta xếp hàng xa quá nên mình đành phải là đứng quay phim thôi, không biết khi nào tới mình đâu. Kết thúc màn trình diễn thì bây giờ người ta bu quanh cái xe này để mà chụp hình. Mình thì khó mà có thể di chuyển được, nhưng mà mình cũng đã qua được rồi. Thì đây là cái xe, hồi nãy nó có băng rôn, nó niêm phong, bây giờ là mình mở ra rồi. Bánh xe nó cứng ơi là cứng. Bánh thì mềm mềm thôi nhưng mà công nó cứng thật. Thấy không, bánh xe nó còn cao hơn một đứa con nít. Giờ thì người ta vây cái xe này để chụp hình. Đó, bạn thấy không, có đứa con nít chui vào trong cái mâm xe nó ngồi, thấy không? Nó ngồi nó chụp hình nữa. Có đứa nào nhỏ hơn nữa thì vào trong nó nằm luôn. Và bây giờ thì mình sẽ đi lại gần 6 cái xe hồi nãy. Là cái con chó mình nó bay, nó nghiền nát mấy cái xe đó. Giờ mình sẽ đi qua cái bãi chiến trường bên đó. Bên này thì các nhân viên của dealer đang đứng xung quanh cái bãi chiến trường này, để mà tránh người ta có thể đi vào chụp hình này nọ, có thể là có những cái mảnh vỡ của kính đó, ở dưới kính nó vỡ vụn ra luôn á, thì nó sẽ có thể chảy máu nguy hiểm ha. Thì họ đang đứng bảo vệ quay cái này thôi, mình đứng mình quay thôi. Đó, đây là những cái xe mà sau khi mà bị cái con chốt đó nó bay lên và nó nghiền nát mấy cái xe này. Đi ghê không? Ghê không? Nát bẫy. Coi như là mấy cái xe này không còn cái gì cả. Không, các bạn có thể nhìn thấy là những cái mảnh vỡ nó vương vãi ở dưới. Đèn hậu của xe, kính xe,
rồi nó nát hết luôn, là vô lăng thì cong queo, mâm xe thì móp mâm xì lốp, coi như là banh chành cái xe hết, không còn cái gì hết rồi. Còn đây là hiện trường mà của cái xe mà nó sau khi mà nó rip thì cái vệt của cái bánh xe á, cái bánh xe nó in xuống dưới mặt đường, thấy ghê không, nó xoay xoay tròn tròn hồi nãy, một màn giống như là đốt lốp vậy á, đốt lốp sơ sơ thôi, ghê không. Kết thúc màn trình diễn đè nát mấy cái xe kia rồi, tham quan xong rồi thì bây giờ cái con trước này nó tiếp tục chở người ta nữa, người ta xếp hàng quá trời luôn. Và mình thì tối còn phải đi làm nữa, vậy nên bây giờ mình sẽ đi về. Hiện tại là mình vừa mới về tới nhà rồi. Lịch của mình á, lịch đi làm của mình á, nó có thay đổi, vậy nên là 3 tuần nữa mình không thể đi Chicago được. Vậy nên mình phải xem chờ khi nào mà cái lịch của nó thay đổi á, cái lịch của nó thích hợp á thì là mình sẽ thông báo sau ha. Có thể là khoảng 4 hoặc 5 tuần nữa mình mới có thể đi Chicago được. Rồi mình sẽ thông báo lại sau. Video này nếu có thể thì các bạn hãy share giúp mình ha. Mình cảm ơn nhiều. Chào tạm biệt. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo.